Một khi phụ nữ đã cạn tình thì đàn ông đừng mong hàn gắn. Trong một gia đình, một mái ấm thì người hy sinh, dốc tâm sức nhiều hơn luôn là phụ nữ. Gia đình với họ không chỉ là nơi sinh sống mà còn là cuộc đời, là cả niềm hy vọng và tương lai. Thật khó để người phụ nữ có thể rời bỏ nơi mà mình đã dành rất nhiều tâm huyết và hy sinh. Thế nhưng, có những cuộc hôn nhân mà người phụ nữ khóc nhiều hơn cười. Có những người đàn ông tệ bạc đến nỗi, nếu kể ra chắc hẳn nhiều người không tin, trên đời này lại có loại người như vậy. Bất chấp đau đớn, khổ ải, người phụ nữ vẫn nhất định giữ gìn. Nhưng phụ nữ chịu đựng không có nghĩa là họ nhu nhược. Họ hy sinh không có nghĩa là họ mù quáng. Họ còn giữ, còn nhẫn nhịn là vì họ còn coi trọng, còn cần mái ấm này. Nhưng đàn ông rất nhiều người lầm tưởng về sự chịu đựng của phụ nữ. Thấy họ càng nhẫn nhịn, thay vì đàn ông nhìn lại chính mình thì họ lại tiếp tục gây những tổn thương cho vợ. Đàn ông cho rằng họ có gây ra lỗi lầm nghiêm trọng đến đâu, phụ nữ cũng sẽ cam chịu và hy sinh vì gia đình. Nhưng họ sai rồi. Phụ nữ hết tình thì sống vì nghĩa. Còn một khi cạn nghĩa, họ sẽ dứt áo ra đi mà không bao giờ ngoái đầu nhìn lại. Đúng, phụ nữ không dễ dàng gì rời bỏ căn nhà của mình ra đi. Một khi đã buông tay, nghĩa là quá tổn thương. Khi đó, dẫu người chồng có hối hận, tìm mọi cách chuộc lỗi cũng là quá muộn. Phụ nữ muốn đi, không ai giữ nổi.